Phiên tòa bất ổn nhất lịch sử, phần xử sao cho tỷ phú Elon Musk và Twitter đây. Quá là rức đầu luôn. Như chúng tôi đã đưa tin về việc tỷ phú hài hước Elon Musk quay xe không chịu mua mạng xã hội Twitter nữa, thì mới đây, phiên tòa Twitter kiện tỷ phú Elon Musk đã diễn ra. Chắc hẳn là các chuyên gia phải vô cùng ngán ngẩm, lắc đầu quầy quậy khi gặp phải phiên tòa lạ lùng này. Nàng Twitter kiêu chảnh, ban đầu không muốn rơi vào tay chàng Elon Musk, nhà giàu lắm tiền, mà cũng phải gật đầu e thẹn trước khoản tiền 44 tỷ đô la. Thế nhưng khi giá cổ phiếu của Twitter bốc hơi 32%, xuống còn 36 đô la một cổ, Elon Musk bắt đầu muốn thoát khỏi thương vụ được cho là mua hớ này. Ngay lập tức, Twitter đã làm đơn kiện ra tòa vì Elon Musk vi phạm hợp đồng. Điều trớ trêu ở đây là cho dù có thắng kiện thì Twitter cũng không thể ép Elon Musk tiếp tục thương vụ, bởi chẳng có điều luật nào bỏ tù người mua vì họ không muốn chỉ tiền. Với vụ của Elon Musk, hợp đồng có ghi rõ nhà sáng lập Tesla sẽ phải trả 1 tỷ đô la nếu thương vụ đổ bể. Một con số quá nhỏ so với khối tài sản 220 tỷ đô la. Tỷ phú Elon Musk thật sự là ông hoàng tinh danh, khôn hết phần thiên hạ. Twitter fan này: quê là quê, chúng mình quê nhiều. Anh em thấy thương vụ này thế nào? Quá là hài hước phải không? Hãy cùng comment cho tôi biết nhé.